rồi ta đã xa cách lâu rồi. Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip tối ngày hôm nay em xin test một đôi loa gửi cho bác khách. Bác đó đã lấy chiếc âm ly Modula của em, chiếc âm ly rất là hay. Và bác đã đặt em một chiếc bookshelf làm sao xứng tầm với con âm ly đó. Và em đã trả hàng bác một con bookshelf made in Ganima, là sản xuất tại Đức các bác nhá. Chiếc bookshelf sản xuất tại Đức rất là hay. Và đây là chiếc Kenwood sản xuất tại Đức với đép đôm màu vàng, đép đôm vàng các bác. Bát 16 nhưng đánh bát cực kỳ uy lực, các bác có thể nghe thấy. Và em đang kiểm soát nó bằng con âm ly Sansui 2000 trơn. Em vừa về một con cực đẹp, bác nào lấy thì điện thoại luôn cho em, giá vẫn 8.800.000, cực kỳ đẹp các bác nhé. Và em đang rất bận, rất nhiều sản phẩm về mà em chưa có thời gian test cũng như là giới thiệu các bác. Nhưng các bác cần cái gì cứ nhắn tin cho em. Và bây giờ em sẽ mở cái căng con loa này cho các bác xem một chiếc loa Đức sản xuất tại Đức như thế nào. Đây là một dòng Kenwood sản xuất tại Đức các bác nhá. Kenwood sản xuất tại Đức, nó là bookshelf nhưng mà nó rất là nặng và đánh bát cực kỳ uy lực. Ở đây mới mở nhỏ thôi, màng nó chưa rung các bác. Màng nó chưa rung đâu. Và con này được ghép vàng rất là hay. Dòng loa này khi thời điểm sản xuất là những dòng bookshelf hay em. Và giá em để cho bác chỉ 4.500.000 thôi. Đây em cho các bác xem thông số của nó đây ạ. Nguyên bụi bã. Các bác ơi, mã là đây em đấy, sang bên này cho các bác xem nó sáng. Đây các bác, mã là LS500G và sản xuất là made in Germany. Đó. Kenwood 4 ohm 100W rất kinh khủng các bác nhá. Những chiếc âm ly vớ vẩn không phải đánh được nó. Chỉ con này nó lại ưa âm ly đắt tiền các bác. Cứ âm ly đắt tiền cho vào nó lại hay. Âm ly rẻ tiền không thể đánh nó được. Con này rất là ưa đắt tiền và lỗ thông hơn cực sâu, thùng dày 3 phân. Thì các bác có thể nhìn thấy. Nặng cực kỳ. Bát ra nặng như cái ngoại hình của nó luôn. Và bác xem được video clip này thì bác cứ yên tâm, đôi loa của bác tuyệt vời. Em đang có một chiếc đời lông xuất âm tụ 5.300.000 các bác nhá. Chiếc đời lông đứng thứ hai đấy ạ. Và chiếc Yamaha CA400 3.200.000. Một bộ đời lông bầu và dề. Đợi bác chuyển khoản mà chưa thấy nhảy tài khoản. Đó. Và mấy chiếc âm ly xuất Mỹ kia nữa. Các bác lưu ý em về được một em Kenwood cổ này, Z-Saver. Để các bác giá chỉ 5.500.000 thôi ạ. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Và một bộ dề bao của LOD. Đây ạ, có đèn vu rất là đẹp. Con dê này bán là gần 4.000.000 các bác. Nên là con dê này mua ở ngoài thị trường nếu đẹp như thế này, chuẩn như thế này, cách đây 2 năm em nhớ giá nó đã 4.000.000 rồi. Đó. Hàng cực đẹp các bác nhá. Và rất nhiều đôi loa. Đôi loa tép biển của Sony 577. Và rất nhiều âm ly đây nữa. Và em xin báo giá luôn trong video này. Đời nông 5.300.000. Yamaha CA400 3.200.000. Con Sansui Mỹ này AU 6.500. Rất khủng lắm.